Kính thưa quý vị, đây là cuốn sách Học phần Mao, em tự học tiếng Việt ở nhà đó. Nó là thuộc loại self-learning và nó có audio giúp các em phát âm những cái chữ mà các em học trong cái bài học. Để có cuốn sách này đó thì ở dưới cái phần dưới của cuốn video này nó sẽ có phần description. Trong cái phần description đó nó sẽ có một cái link để mà download cuốn sách này xuống. Và một cái link thứ nhì đó là cái link download cái software của Acrobat Reader. Nó rất là quan trọng. Cái cuốn sách này nó chỉ có work, còn nó work với những cái software của Acrobat Reader. Những cái software khác mà đọc Acrobat á, PDF á, nó sẽ không có work. Cho nên á, nhất định quý vị phải download cái software PDF Reader. Thì phần như đã nói, phần description sẽ có cái link để quý vị download nha. Khi mà download cái và install cái software đã xong xuôi rồi đó, thì quý vị sẽ mở cái file của cuốn sách này ra. Thì cái file của cuốn sách này như thế này. Quý vị đi xuống tìm cái file nó, cái cuốn sách, ví dụ như cuốn này là lớp mẫu giáo, thì quý vị right click nó và open with Acrobat hoặc là Acrobat Reader. Và đây là cái cuốn sách, cái bài học mà chúng tôi muốn giới thiệu đó, nó nằm ở trang 15. Mình mở trang 15 lên và nó sẽ như thế này. Mỗi cái bài học nó có những cái layout, cái format nó như thế này nha. Trước tiên là như chúng tôi đã thưa trong những cuốn video trước, là các em cần phải thuộc những cái âm của những cái nguyên âm này mà chúng tôi gọi nó là âm sao. Ví dụ như chữ chữ này là cái mỗi cái chữ như vậy nó có cái âm của nó. Nhà quý vị nhớ cho mấy em thuộc những cái âm này. Và ví dụ như tại sao cái này gọi là é, thì ở dưới này chúng tôi có cái cách để các em đánh vần phát âm nó ra cái chữ é. Ví dụ như E sách E hoặc E huyền E và nhớ các em làm sao nói cho các em biết rằng các em phải thuộc những cái âm này nha. E Các em khi mà các em thuộc nhìn cái âm này và biết nó là cái sound nó như thế nào rồi, thì các em ráp vần trở lại theo cái dạng là học rhyme của Mỹ đó, thì nó rất là dễ cho các em ráp chữ. Và cái cách ráp chữ nó sẽ như thế này, nằm ở dưới trang. Đây là một cái ví dụ, ví dụ như sơ khi mấy em biết sờ e rồi, thì mấy em có thể ráp trở lại, một bên là sờ, một bên là e, xong rồi các em sẽ ráp trở lại như thế này. sơ e c Đó, sờ e, ha, cái âm sờ và âm e ráp trở lại thành c. Và qua cái trang kế tiếp, đây là cái trang mà chỉ cho các em ráp từng cái âm một. Khi mà các em biết ráp được những cái âm này rồi đó, thì các em có thể ráp những cái chữ ở dưới cũng khá là dễ. Ví dụ như thế này.
ví dụ như cái và âm e, cái âm đầu nó là, D âm sau nó là, E hai âm bỏ chung ra lại D E thì em sẽ D đọc là đề. Ví dụ cái L L E L E Lé đó, đó là âm é, còn âm hờ e hờ e khi các em nghe cái âm hờ e thì các em sẽ biết được nó support sound như thế nào và các em sẽ sao ra chữ. hè vờ e vờ e vẽ sờ é sờ é sẽ mờ é mờ é mẹ À, đó là cái cách giống như là một cái ví dụ để mà phát âm những cái âm e với những cái chữ với những cái nguyên phụ âm. Thì cái phụ âm ở đây chúng tôi gọi nó là âm đầu và nguyên âm ở đây chúng tôi gọi nó là âm sau. Ví dụ như ở đây là những cái chữ dưới này các em cần phải đọc thì chúng ta ví dụ như lấy chữ chữ này, ví dụ như chữ xe nha. Thì các em á để con chuột lên chữ sờ sờ e, e khi các em có sờ e thì các em sẽ có thể ráp hai chữ hai cái âm đó lại trở thành chữ xe. Thì khi các em đưa lên sờ đây sờ, e các em sẽ tự đọc chữ xe. Ví dụ như các em muốn ráp chữ v e này thì các em đọc là, vờ e các em sẽ đọc v. vờ e Vế. Ví dụ như chữ mé thì các em sẽ đưa con chuột lên chữ m mờ và đưa xuống chữ é, âm é, e và các em tự đọc chữ mé. Nó là như vậy. Như ở đây sơ sơ ở đây là các em có thể, nếu như mà các em biết được 6 cái âm này e và e thì các em sẽ đọc được ở đây là khoảng 70-80 chữ. Chỉ cần biết được 6 cái âm đó thì các em có thể đọc được 70-80 chữ. Ví dụ như chữ chữ lẻ thì các em đọc đi lên chữ lỡ lỡ đây, lỡ trên này L E lẻ lờ é lẻ, mình ra phần nó như vậy. Đó là cái phụ âm đơn nha. Đây 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 nguyên cái dãy này là phụ âm đơn. D Còn còn phụ âm kép đó thì nó cũng giống nhau. Mình xuống cái trang kế tiếp là cái phụ âm ghép. Phụ âm ghép ví dụ như mình muốn phát âm cái chữ chữ này thì trước tiên là lên ngờ e và các em sẽ phát âm là nghe ngỡ ngờ é e nghe. Xem tên với những cái chữ ví dụ như chữ trẻ
là lên trở trờ ẻ ẻ trẻ nhớ nhắc các em phải học thuộc tất cả những cái nguyên nguyên âm này, hoặc chúng tôi gọi là âm sao, và cái âm đầu là ở đây. Và tất cả các cái chữ này đều có cái âm nó giống giống như cái âm của ABC của tiếng 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 Anh. Ví dụ như tất cả đều có cái chữ ờ trong đó, ví dụ như chờ, chờ ngoài trừ chữ chi ai mình gọi là gì, gì và tất cả gần như tất cả các khác đều có gờ ờ trong đó. G khờ chờ ngờ ngờ nhờ đó là cái cách để cho các em học ráp vần, ráp hà, ráp chữ lại, ráp vần trở lại nha, đánh vần. Và ẹ cái phần tập đọc đó thì các em trong này nó cũng có sẵn để cho các em nó đọc. Ví dụ như nó đọc thì các em nó đọc, nó sẽ cái sound của nó, cái phát âm của nó không có chuẩn. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng bỏ luôn cái phần đọc, có tiếng đọc trong này để cho các em đọc theo, và hy vọng các em tự sửa cái âm của mình cho nó chuẩn. Ví dụ như Bé vẽ lá me. mình để con chuột lên cái hàng chữ đó thì nó sẽ tự động đọc cho mình. Hà ghé qua nhà bé. Mẹ nghe bé ca. Bé xé vé xe. Thì đại khái như vậy. Nó rất là dễ học. Nếu như các em mà chịu học thì các em sẽ tự học nó rất là dễ dàng. Trong này chỉ có một lớp như vậy, chỉ có 10 bài thôi, thì nó cho em chịu học thì chúng tôi nghĩ khoảng chừng một tháng là các em có thể học hết được cuốn sách này, hoặc nhanh hơn có thể một tuần. Và nếu quý vị phụ huynh mà cảm thấy rằng mong muốn con em mình học nhanh đó, thì cái này mỗi ngày quý vị làm sao giúp ngồi xuống giúp với các em trong vòng nửa tiếng thôi, không có cần nhiều, mỗi ngày khoảng nửa tiếng thôi, thì có thể các em đọc tiếng Việt được rất là nhanh. Và trong cuốn sách này thì có khoảng chừng, nếu như các em học từ bài 1 tới bài 10 đó, các em có thể đọc được khoảng chừng 1.000 chữ, và khoảng chừng 100 câu tiếng Việt như vậy. Còn cái vấn đề ở những cái bài bài là làm ở dưới á, thì các em tự học và tự làm. Ví dụ như cái phần ở dưới này thì nó không có âm thanh, nhưng mà các em đọc và các em sẽ hiểu, cố gắng nhớ cái ví dụ như chữ tre, tre có nghĩa là gì, vẽ có nghĩa là gì. Thì sau khi mà nó hiểu được cái đó rồi đó, thì các em mới điền cái chữ. Ví dụ như ở đây là cái bụi tre thì ghi chữ tre vào, và ví dụ như cái vẽ, bé đang vẽ thì ghi cái chữ vẽ vào dưới cái ô này, để mình biết rằng các em hiểu. Khi các em làm cái này, cố gắng dặn các em là đừng có dùng tiếng Anh để mà translate qua để rồi mà viết chữ, mà hãy học thuộc cái nghĩa nó trước, học thuộc cái nghĩa nó trước rồi hãy dùng cái chữ Việt điền vào những cái ô này. Đó là cái phần học mà có thể gọi là ngữ vận, cái nghĩa của cái chữ đó. Và phần ở dưới này đó thì các em chọn những cái phụ âm hoặc là âm đầu này ghép với những cái nguyên âm hoặc âm sao này để các em làm thành một cái chữ. Thì trong trong mỗi bài này khoảng gần 20 chữ, nếu như em có thể điền khoảng gần 20 chữ vào trong này. Và đương nhiên mình cũng muốn muốn hỏi mấy em coi mấy em điền chữ đó, mấy em có hiểu cái nghĩa của chữ đó chữ gì hay không. Nếu các em không hiểu hiểu thì mình giúp các em coi như dịch cái nghĩa của cái chữ đó cho các em hiểu. Và chúng tôi sẽ thường xuyên làm những cái đoạn video clip nhỏ nhỏ như vậy để mà giúp quý vị coi như cũng như các em coi như học và tiếng Việt một cách thành công hơn. Ở dưới này thì nó sẽ có cái chữ subscribe hoặc là like.
Xin quý vị bấm subscribe hoặc like để mỗi khi chúng tôi đưa cái video kế tiếp lên thì quý vị có đó để mà tải xuống để cho mấy em nó xem nha. Chúc quý vị coi như là cùng các em thành công trong vấn đề dạy Việt ngữ, học Việt ngữ. Xin kính chào.